Hello, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cùng với tiểu ái trợ lý ảo của Xiaomi chơi trò đoán nhân vật. Và cái nhân vật của mình nghĩ tới ở đây cũng chính là tiểu ái luôn. Để xem tiểu ái nó có đủ thông minh để mà đoán ra không. Rồi, bắt đầu thôi. Thay vì vu.开始游戏。他是不是娱乐圈的艺人？不是。他是不是男的？不是。他是不是虚拟人物？是。他是不是来自中国？是。他被大家熟知的名字是不是三个字？不是，我的猜测范围已经缩小了很多。他是不是人工智能助手？是。他被大家熟知的名字是不是四个字？是。他是不是有与动物相关的昵称？不是。他是不是和百度相关？不是。它是不是小米推出的智能语音小助手？是。你想的是小爱同学吗？是。我一直都在，看来你心里还是有我的。果然，和你一起玩游戏会有好运加持，快分享到微博，让大家羡慕你。接下来，可以对我说重新开始或者退出。退出。OK， 下次欢迎再来玩。Rồi, tiểu ái nó quá thông minh luôn. Tự mình có thể đoán là được luôn. Rồi, hôm nay tới đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Super idol 的笑容都没你的甜，白日正午的